Vâng, giáp la lô kiểu gì mà đánh còn dư hẳn 1 phút 40 mấy giây. 1 phút 40 giây là thời gian dư. Biết ngay là dòng điện mà, Dreamwalker chuyên gia dòng điện mà nè. Dòng điện và tàng liệu có trở lại. Úi dồi ôi, dàn đẹp thế. Wow, một giật bay luôn cái Edifed. Bất gông quan giá trong tình huống này. Queen ở vị trí góc 9 giờ. Vào đi em. Giật tiếp đi nào rồng. Và khí câu chiến bây giờ mới bay vô. Bạn đánh hai cây thổi gió nó thổi hướng này luôn. Rồng đang chụp vào hội thành. Bay màu một cây thổi gió. Nhà chính cũng bay thôi. Đúng rồi. Balloon hạ cây thổi gió. Đẹp. Vẫn đang còn đồ chơi đến từ Dreamwalker. Bế cái air defense cho sếp ơi. Đúng rồi. Cuồng nộ không? Có luôn. Rồi champion kia. Đúng rồi. Một pha băng nữa nhưng không cứu được. Không bế được rồi champion. Gãy gãy. Gãy rồi. Khả năng gãy xa rồi. Inferno một tỉ ở đây là nguy hiểm. Và bạn thì lại không còn băng nữa. Rất lo. Tôi rất lo trong tình huống này. Giao bánh đi nào. Vâng, kỹ năng trang bị là chưa mắc. Ồ, khoai rồi, khoai rồi. Vâng, một pha gãy hơi căng đến từ Dreamwalker rồi. Bạn chỉ còn mỗi em giao bánh đến từ Royal. Và liệu có bật được không? Tàng hình tiếp nào. Tàng hình, tàng hình. Vâng, Roy Champion Walk. Được, được, được. Vẫn còn thở. Vẫn còn thở anh em ạ. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Ôi giời ơi. Ngon rồi. Không, các ông lại bảo rồng Akari. Tội tôi lắm. Giao bánh luôn chứ bây. Còn có 4 công trình mà. Trời ơi. Hết nước chấm bạn ơi. Một pha đánh rồng điện. Vâng, sắc màu và tàng đây rồi. Hay quá. Bạn đánh rồng điện thì Castro cũng đánh rồng điện. Làm gì căng. Ai xài Vipro Max. Vipro Max sếp ơi. Ai xài. Tất cả né ra để Castro biểu diễn nào. Castro đánh rồng điện với Vipro chứ. Vâng, sử dụng một rồng điện trước vào Cát à. Bảng thông tin nó bị lag gì đấy. Xài. Bạn rồng điện, tôi cũng rồng điện mà trang bị của Castro còn VIP Pro hơn nữa. Ui đánh còn không xét. Chơi băng luôn. Balloon bay màu. Ui giời. Riêng cái hệ đánh rồng thì né ra để Castro biểu diễn cho. Ơ quả Edifan. Cây thổi gió. Được. Bịt nó lại. Này. Ô rồi champion đâu sếp. Ok. Bình thường sếp đánh la lô chấp spell. Giờ sếp đánh rồng điện và sử dụng kinh động đất cấp 8. Vâng. Ảo đấy, ảo đấy, ảo đấy. Đánh rồng điện sử dụng kinh động đất. Và như vậy đã bật Roy Champion lên. Vâng, trận này phút rưỡi không sếp? Không, có lẽ là 1 phút 25 như bạn thôi. Ôi giời. Thế thì kinh rồi. Sếp đánh thế thì VIP rồi. Hello tất cả anh em nhá. Vẫn 3 sao như bình thường. Queen Champ Root Rider đến từ DP. À, bạn chơi vào mặt khu vực nhà chính này luôn. Không sợ đâu. Castro vẫn nãy vẫn chấp spell à? Đánh rồng điện cũng chấp luôn. Kiểu gì Castro cũng múa được hết. Hài nhất là pha sử dụng động đất cấp 8. Lùng tương. Đúng rồi. Trời. Sử dụng xe phóng lửa ăn vào khu vực nhà chính là đẹp nha. Queen ca này là mất em ngựa rồi. Mà thôi không sao, chiến được. U. Ô băng xịt à.
Ơ kìa. Có gì không Queen? Rồi ơi, Queen ơi là Queen ơi. Máy bắn đá phát hiện thanh niên kinh và bỏ qua Queen. Bớm ngay mình cuồng nộ ông tình huống này. Kinh con voi rồi. Ơ kìa, kinh con voi pháo đầy đá kìa. Vâng, hai Rocky Balloon sẽ làm gỏi thanh niên kinh luôn. Ơ kìa sếp. Ơ kìa. Đừng chứ. Rút Rider đang vô sếp ơi. Ôi ôi ôi. Rút Rider đang vô sếp ơi. Là sếp ơi. Toàn chưa. Đâu rồi? Cái gì lên 75% rồi? Bả vậy. Ui xồi xồi. Nhưng mà không gãy được. Pha này bạn nó còn Royal Champion được thêm của tàng hình nữa đi. Đợt. Vẫn là một trận thi đấu 3 sao tốt dành cho DP. Quả xoáy khắm vậy. Ơ kìa. Ôi, cấp cứu. vẫn ăn được. Vẫn ngon. Từng này rễ cây cơ mà. Rồi vẫn là uy tín dành cho DP. Hợp lý chứ bạn. Được. Anh em đông vui chứ. Facebook, YouTube, Twitch gì cũng đông hết. Trận này Navi vắt tang cơ mà. Ở đây là rồng điện Kazuma. Chúng ta hãy xem nào. Như vậy là Queen ở góc 3 giờ, King góc 6 giờ và đầu tư một thanh niên King để mở lối. Air Defense đặt hết ra ngoài và sử dụng khí cầu chiếm Plim để ăn trước đại bàng. Hay. Sếp ăn trước đại bàng. Đỉnh nhờ. Và bắt đầu xử lý đưa rồng vào thời điểm phía dưới đây. Đầu tư cái đóng băng. Queen cắt một cánh và King cắt một cánh. Và như vậy là rồng nó chỉ chạy ở giữa thôi. Hay thật sự. Và quản giáo cho đội quân rồng vào rất sâu. Rồng gian hạng ngang. Lúc thời điểm này là bật gồng luôn. Và rồng như vậy chỉ tập trung vào chỗ cụm khu vực nhà chính thôi. Pha đánh rồng điện quá mượt luôn. Băng tiếp nhà chính và tháp nhiều cung thủ. Rồi Champion ở góc hướng 9 giờ kia. Làm nốt cái Air Defense. Và rồng nó ra hạng ngang ở đây. Ui giời. Hết nước chấm. Rồi Champion lên ăn nốt cái Air Defense ở khu phía trên. Được. Một trận thi đấu 3 sao quá nét luôn đến từ Kazuma. Vâng, chấp băng ra cỏ luôn trong tình huống này. Nét thật sự. Và đây là pha phản công đến từ người chơi số 2 ở bên Vatang. Queen Jack rút Rider và có thần chú mới. Tăng trưởng. Siêu tăng trưởng. Đi Queen phá tường trong tình huống này. Đánh phía trên kia là có quản giáo. À không, Wizard chứ. Queen đang múc vào cái máy bắn đá. Ice Golem vô. Có phá tường quyết cho Queen không? Có lẽ là không. Và để Queen đi ra. Balloon vào bên này để ăn X-Bow cơ. Nhưng mà còn Air Defense chưa múc được. Thôi thì múc cái Air Defense đã vậy. Wizard đang bế cái lều bên kia. Bơm ngay cuồng nộ. Cứu Queen. Cảm ơn sếp đại đã tặng một gói hội viên dành cho Bật Hưng. King ăn nhà chính. Bạn bịt được quả tàng hình. Hay. Vâng, rễ cây bịt cái tàng hình. Pháo đầy đá. Và như vậy là King thoải mái vụt khu vực nhà chính luôn. Được nha. Cũng là rễ cây nhưng mà có cải tiến một chút. Và đánh rễ cây kiểu gì cũng 3 sao thôi. King vào bế được những đơn vị lính hội thành. Ô, quản giáo bật gồng rất sớm rồi. Thêm ngay bình cuồng nộ vụt rễ cây đi ạ. Ý. Mà luôn bế ở góc trên kia. PK Wizard.
Và như vậy là sử dụng cái trang bị tăng tốc dành Royal Champion. Rồi cánh bên này Royal gặp PK thì nó vụt cho nằm hết. Vẫn đang còn rất nhiều spell. Cuồng nộ ông sếp băng không? Không, tàng hình cho thương binh nó đi đã. Vâng, đỏ lòm hết rồi, toàn thương binh thôi. Ui giời, còn hẳn một pha đóng băng nữa. Vâng, lại chấp băng à? Ui rồi, Champion sử dụng quả tăng tốc chạy rất nhanh luôn các bạn này. Và đúng là thời gian đánh là chấp băng. Nhưng mà ở bên Vatang rõ ràng là đánh mất nhiều thời gian hơn so với cả là bên Navi. Navi đánh ít thời gian hơn, hợp lý rồi. Combo tủ của Dima. Chào tất cả các sếp nhá. À, các bạn muốn vào nhóm Zalo của hội viên hạng vàng thì các bạn phải là thành viên của hội viên hạng vàng đã. Ở trên kênh YouTube thì mới được mời vào, lưu ý giùm nha. Rễ cây vô này, Queen này. Thế. Đúng rồi, hôm qua đang live dở đá nhầm vui quá, xin the đánh vui quá, đá nhầm cái giày. Valkyrie vụt khét đấy. Hãy đóng băng. Bịt được máy bắn đá và cái đại bác bật nảy. Ice Golem nằm ra đấy đi. Cuồng nộ vơi, cái xoáy hay thế. Nó quấn rễ cây lại hết. Bẫy khét đó. Nhưng quản giáo chưa gồng đâu bạn ạ. Trời gồng. Hết nước chấm. Hai quyển sách trang bị mắc cấp độ. Ghê ghê. Rồi Champion thì sử dụng kỹ năng thường thôi. Bạn đóng băng quá đẹp thật. Đại bàng pháo này đá. Ui ui, kinh con voi nó múa kìa. Đi mà đánh trận này chất. Này thì kinh 95 này. Này vụt này. Thời gian đánh là tốt các bạn ạ. Chắc là cũng tầm 1 phút 15 giây là thời gian đánh còn lại. Tớ nghĩ là vậy. À không, hơn nữa rồi. Quả này phải tầm 1 phút rồi. Bởi vì là anh công trình nó nằm rải rác quá. Rồi Champion xúc nhanh em. 1 phút 5 giây. 9, 8, 1 phút 8 giây là thời gian đánh còn lại. Và như vậy Navi đánh hết có 1 phút 35 giây cho 3 lượt. Đây là một trận đánh, đó chính là Sui Lalo đến từ Invisible LG. Góc 6 giờ cho xe phóng lửa. Sếp nhìn nhanh thế. Cây gái đẹp vào là phải khác ngay chứ này. Ôi, có hai tàng hình vẫn scaly đều à? Ngon nhờ, bốc hội thành rồi đấy. Bốc hội thành, bốc X-Bow rồi đấy. À, có tàng hình cất bên này, tìm không ra. Scaly Lalo. Chào tất cả anh em nhá. Sếp nào mà chưa follow, nhớ follow nhá. Vào đây, mời các sếp vào đây. Phá lủng tường tốt ở trong tình huống này rồi đó. Rễ cây vô, kinh đang bị Ifro một tia nó bốc đi. Kinh con voi luôn. Ô, điều bạn cần ở đấy, 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 đúng rồi. Đại bà mà Ifro. Đấy mới là điều để cần sử dụng kinh con voi. Mẹ ngơi, quả gô lập này nó to thật sự. Quá ghê, quá ghê. Ui, Facebook người đẹp nhiều lắm. Chào tất cả các người đẹp nhá. Máy bắn đá vẫn đang còn. Rồi Champion bạn sử dụng quả tăng tốc 18 level luôn rồi. Lalo dồn hết ở khu phía trên. Nếu mà 3 sao thì và tàng vẫn có cái thời gian đánh là nhiều hơn. Rồi Champion sử dụng kỹ năng rồi. Đang tăng tốc như tên lửa cánh kia. Cuồng nộ.
quản giáo bật gồng luôn à. Quá nhiều bom bẫy ở khu vực nhà chính. Super Minion đang hỗ trợ tốt cho Lalo. Một em Hitler vẫn chơi. Vâng, tháp nhiều cung thủ, nhưng phía sau lưng bạn là bốn con Super Minion thì đỡ kiểu gì. Ôi, Super Minion bây giờ nó đã ở một tầm cao mới rồi, ở một cái level mới rồi. Thì chỉ có 3 sao thôi, chứ làm sao được nữa. Ô, chào anh Húy nhỉ. Anh Húy bật xếp à. Và đây, giáp Lalo đến từ Cloud nhưng lại 3 động đất. Ô cha, 5 set và 3 động đất. Cloud muốn biểu diễn cái gì đây? Cloud ơi là Cloud. Kinh sẽ vào bế luôn ở đây. Máy bắn đá, ít bầu và lủng tường. Lalo vào ngay phía dưới luôn. Giáp Lalo theo kiểu đánh càn luôn ạ. Được đấy, được đấy. Khí cầu chiến vẫn đang muốn tiếp cận một khu vực nhà chính để bế nó đi. Đúng rồi, tầm quát xong rồi. Balloon, 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 balloon. Vâng, sếp tính đánh càn này để đánh lấy thời gian nhanh hay sao vậy? Sếp đang muốn cái điều gì đó trong cái việc đánh càn và đánh rất nhanh này. Vâng, sếp đang tính phá kỷ lục về tốc độ đánh Lalo nhanh nhất ở trong Clash of Clans sao? Cái gì thế này? Vẫn đang còn cái kho tị đen ở đây. Vâng, 1 phút mấy giây vậy? Và như vậy là no! Vâng, dư hẳn thời gian đó chính là bao nhiêu? 1 phút 40 mấy giây. Quái đạn. Vâng, Queen Charles và Root Rider. Lại là một trận đánh tốn thời gian nữa rồi. Lủng tường trong tình huống này. Kinh có mặt này. Queen lượt cuối căng chứ. Bắt buộc bên Vatang phải 3 sao mà còn phải 3 sao tốc độ cơ. Bây giờ các sếp đánh toàn phun sao. Ghê thật. Ô, xe phóng gỗ để mở lối cho Queen. Vâng, một lối tư duy khá là hay đến từ Lalo Star. Tiếp tục bơm cuồng nộ. Đúng là không có gì làm khó được anh em Navi thật. Vâng, đầu trận thì các sếp toàn chơi đồng điện, đánh không biết đường nào mà đỡ. Chào tất cả các sếp nhá. Vâng, 1000 anh em trên cả 3 nền tảng nhá. Anh em lưu ý, cuối giờ rồi tớ sẽ đưa mã cho anh em để mà anh em nhập nha. Queen bơm tiếp cuồng nộ để bế luôn cái pháo đáy đá đi. Quản giáo chưa gồng ở đâu. Queen vẫn đang ngon kìa kìa. Bật gồng rồi. Queen gồng đi. Em gồng đi. Không, vẫn chưa gồng. Vãi slow. Bịt hết toàn bộ anh em ở cụm khu vực trung tâm. Băng tiếp thêm cái nữa. Bạn vẫn đang còn hẳn cả cuồng nộ và cả băng cơ. Ôi thì vẫn là 3 sao nhưng mà thời gian đánh thì không thể mà nhanh bằng Navi được. Navi vẫn có cái tốc độ đánh khét này lẹt hơn. Tàng hình cho anh em trong tình huống này. Vụt vào nhà chính. Giao bánh luôn. Ha, Hawk. Hawky. Hawky và khiên bật nấy. Ôi, 3 sao và 2 phút 18 là thời gian đánh của Vatang cho 5 lượt. Giáp Lalo mà, chuẩn bài mà. Ôi, hội viên là cái gì kìa, anh em giải thích cho người đẹp cái nhá. Bây giờ em bình luận phát. Vâng, top 1 là Lost Star nha, cứng phết chứ. Ô, Star sử dụng 2 trang bị mới cho Royal Champion luôn. Cuồng nộ,
tàng hình. Ô Inferno, tháp nhiều cung thủ mô thờ. Bay rồi. King Queen một bên và Royal Champion ăn cái Elephant cánh bên kia luôn. Lủng tường cho King vào múa để bắt Queen của đội bạn. Và tầm này thì làm sao mà ăn đại bàng được. Gồng King vào múc luôn. Đấy, múc con Royal Champion chưa. Bên kia cánh đã trống. Ô tàng hình nhà chính đã bùng. Một pha đóng băng hơi muộn đến từ Star, mà không sao cả. Ô Queen bên này cũng hoảng. Ơ Queen quên bật gồng à. Ô kìa. Ơ nhưng mà vẫn ghê, vẫn 3 sao không ạ. Và 3 sao một cách tốc độ luôn. Balloon, balloon thả ra hết đi sếp. Quá nhanh, quá nguy hiểm đến từ Star. Vâng, giáp la lô kiểu gì mà đánh còn dư hẳn phút 40 mấy giây. 1 phút 40 giây là thời gian dư. Quá ghê gớm. Xin chúc mừng chiến thắng đến từ Na'Vi.